Chú ơi. Ơi. Chú có nó ăn giỏi không? Chú nó ăn ok. Chú biết làm mì xào không chú? Hả? Chú biết làm mì xào không? Mì xào hả? Ok, chú biết làm hết. Chú có chở con đi chơi không? Rất đơn giản. Con hỏi chú ghế đỏ. Ghế đỏ. Qua chú ghế đỏ. Có ghế đỏ nha. Có hỏi chú ghế đỏ là có tia đó. Hỏi đi con. Chú ghế đỏ có biết nấu ăn không vậy? Biết. Nhưng mà một số món như là cá chú không biết làm. Nếu mà mẹ con đòi cái gì thì chú có làm cái gì được không? Có. Thí dụ như mẹ con đòi cái gì nè? Thí dụ mẹ con đòi mua đồ thì chú mua cái gì con? Mua đồ. Mua cái gì con? Cụ thể luôn. Cụ thể luôn. Con biết là mẹ con thích mua cái gì con hỏi chú luôn. Có thể là mẹ con thích mua những cái bộ đồ. Đồ đẹp mặc hả con? Những bộ đồ đẹp. Chú có mua không? Dạ mua chị. Dạ con trả lời. Trả lời với con. Dạ chú mua con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Chú sẽ mua cho mẹ con. Mấy bộ? Theo yêu cầu của mẹ. Cho con chọn lại đó. Giờ con chọn chú nào? Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ. Chú ghế đỏ chỉ vì mấy bộ đồ thôi con đã quyết định chọn chú ghế đỏ. Nhưng mà nãy giờ thắc mắc là chị bầu với chị hot girl là đi với ai vậy? À, dạ em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Em chào hai MC. Con chào cô bên nhà trai. À, em xin tự giới thiệu, em là tên Ngọc, bạn thân của Mai. Theo em thì em thấy Mai hợp với ghế màu xanh. Tại vì em thấy là bạn đã trải qua một cái cuộc hôn nhân, nên là có thể hiểu được cái cảm giác của bạn em. Và có thể hai người có thể bù đắp và dung hòa tình cảm với nhau. Ý kiến của bạn bè đôi lúc chỉ là tham khảo, nhưng mà ý kiến của con gái là đôi lúc phải nghe nha. Họ nhà trai chỉ có một người lớn duy nhất tham gia ngày hôm nay. Con chào cô. Xin chào toàn thể trường quay và hai chị và các cháu tham gia rồi chơi. Tôi là dì của cháu Thăng. Riêng cháu Thăng ở nhà tôi thì cháu thì rất chi là linh hoạt, vui vẻ. Thì cũng có trải qua một đời vợ như vậy. Thì qua cũng là cháu nó cũng bị sốc mấy năm. Anh em bạn bè cũng là động viên cháu là vượt qua và sẽ ấy. Thì cháu đăng ký chương trình. Ngồi nghe nãy giờ thì hai cháu bên đây thì cũng là hoàn cảnh như vậy. Thì thật ra là người phụ nữ mà ai cũng cảm thông. Theo gì thì cái này thì là phải để cho cháu tự lựa chọn. Dì thì chỉ là nhìn thì hai cô gái cô nào cũng dễ thương. Dì cũng mong là cháu sẽ tìm một người bạn mà hợp tình và hợp lý và thông cảm và cùng hoàn cảnh với mình. Mong là cháu là tự lựa chọn theo trái tim của mình. Khó quá. Đi qua đây làm chi ạ? Qua thăm. Thăm gì ạ? Thăm. Tường à. Hy vọng lần này em sẽ vượt qua được cái mối tình nó hơn 6 tháng. Hai cô gái bên đây rất căng thẳng Tường ơi. Em vừa nghe một cú thở dài. Mở cửa trái tim. Wow. Thấy hồi hộp. Có gì đâu em, mình mới nhìn thôi mà. Xinh quá. Xinh quá hả? Ủa sao bên kia không dám nhìn luôn hả? Sao vậy em không dám nhìn luôn hả? Qua nắm tay đi. Hai chàng trai thốt ra một chàng trai xinh quá, còn chàng kia chỉ lắc đầu. Để nhà trai tôi im lặng. Tình rồi. Tâm hai nhà trai rất rung. Ưu tiên họ nhà gái phát biểu cảm nghĩ trước. Thảo ngồi gần ghế màu đỏ. Hai người nãy giờ là gần nhau như sạc điện qua sạc điện lại á. Bây giờ cảm xúc như thế nào? Cho em xin hỏi hai chàng trai một câu hỏi. Hai anh nghĩ như thế nào khi mà mình tiến tới với một người phụ nữ mà đã lập gia đình rồi và đã có con rồi? Cơ thể của họ sẽ không được như những người phụ nữ bình thường. Có những cái điểm khuyết điểm xấu và những cái chỗ mà người ta không muốn cho thấy. Mấy anh có thể yêu thương con của người phụ nữ đó như con của mình hay không? Em muốn hỏi ai trước? Em muốn hỏi anh ghế xanh trước ạ. Quan điểm của anh về cái việc người phụ nữ đã từng trải qua một đời chồng rồi và có những cái tổn thương rồi á, anh trân trọng tất cả những cái điều đấy. Anh khi đã yêu ai rồi á thì tất cả những gì của người đấy thì là của anh. Em mời anh ghế đỏ. Sau khi một trải một tình mình đổ vỡ á, thì đứa bé nó sẽ bị thiếu thốn một phần tình cảm. Thì anh chỉ cố gắng đừng bù đắp cho hai người. Còn cái vấn đề mà em nói là vấn đề sinh nở thì anh cũng có một chút tìm hiểu là khi phụ nữ họ sanh á thì họ cũng phải một tiêm thuốc vô cái xương sống, họ rất là đau. Sau khi sinh thì họ phải ở nhà giữ con rất là cực. Chung là em có
đã trải qua qua cái đó rồi, đã trải qua qua cái đó rồi. Em trải qua cái đó rồi. À, em động, em đó hỗ trợ chị, em nói cảm nhận của Thảo khi mà nhìn thấy hai chàng trai này như thế nào? Theo cảm nhận của em về mặt nhìn á, và cái mặt nhìn trước thì em có ấn tượng với anh ghế xanh hơn. Cái cuộc hôn nhân trước của em á thì nó trải qua rất là nhiều đau khổ, mà người phụ nữ sau sinh đó, người ta có những cái vấn đề mà cần cái người chồng người ta tâm lý nhiều hơn. Thì ở người chồng trước thì em không nhận được cái điều đó ở người ta. Thế còn em gái, cảm nhận của em và hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay như thế nào? Thật sự là tại vì em cũng đã từng đổ vỡ rồi nên từng là trải hết rồi. Dạ, nghe cái tâm sự của anh với anh là em thấu hiểu được cái nỗi đau mất mát đó. Bây giờ tới cảm nhận của hai chàng trai nè. Trước tiên là đổi áo là chi của người ta đi. Ông Đạt, ông Tàu sao? Người ta đổi chỗ không đổi, ông qua đổi áo. Đổi người ta đổi luôn con người, đổi con cái áo không. Trời ơi. Về đúng là con người của mình rồi đó. Đúng con người mình rồi đó. Giới thiệu cho các em. Đây, anh nắm tay. Rồi, em nói trước đi. Cảm nhận của em về hai cô gái của chương trình như thế nào? Em thấy hai cô gái này hoàn cảnh thì rất là giống nhau. Em cảm nhận là hai cô gái cũng có một số điểm tương đồng với em. Cố gắng lên nha, phải nói sao cho hay sàng nha. Lọc đây nha, là cơ hội cho em đó. Đây là Thảo nè, đây là Mai nè. Thảo Mai. Trời ơi, Thảo Mai. Thảo Mai luôn hả? Thảo Mai. Bây giờ là cơ hội cuối cùng nè. Nói không? Dạ nói chị. Rồi nói nhanh. Mời em. Cái gì vậy? Cầm không, cầm mông lên rồi. Thể hiện đàn ông mà. Qua đi cưng. Gửi anh mày. Ồ. Cũng như là thi nói có nhiều thứ thi nói cũng như là không được tốt nên thi viết một lá thư. Nói gì đi em, nắm tay đi em, xin nắm tay đi em, nắm tay, nắm tay mới thử cảm xúc được. Thì xin nắm chà, nắm tay mày. Thì biết mà đã trải qua nhiều cái khó khăn cuộc sống, thi không hứa nhưng mà thì sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ con mày. Thì đó. Xong chưa, xong chưa? Dạ xong rồi. Ok ok. Rồi thôi được rồi, buông tay. Rồi rồi rồi. Chị vẫn muốn em nắm tay luôn cả Thảo nữa. Dù sao Thảo cũng là cô gái mà chương trình đã ghép đôi cho em. Đúng rồi. Đo cũng luôn cần cảm một người xúc. Đàn ông. Chàng trai cần phải có nhiều nắm tay hơn nữa. Để mà san sẻ tình cảm. Rung lắm anh Đạt. Rồi không. Rung lắm luôn. Rung lắm rồi, có nói gì không nè? Thì chỉ nói một câu là Thảo cố lên nha. Rồi nha, chị đã tạo đầy đủ cơ hội cho em, đừng nói là chị không có tạo cơ hội nha. Dạ. Rồi bây giờ là đến bên đây nha. Bây giờ mình bản lĩnh tự tin mình đến thẳng luôn đi thăng. Dạ. Thăng luôn. Nhìn thấy hai bạn quá xinh. Không nghĩ là mình sẽ được sắp xếp để gặp các bạn xinh như vậy, làm cho em rất khó. Khó để lựa chọn. Giờ thật tiếc. Tiếc vì nếu được em sẽ chọn cả hai. Xong tình huống dần dần. Tại vì có quyền, có quyền mà em. Đó là cái người mình phải có cái sự tham lam chứ đúng không em? Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bây giờ em muốn lại gần để cảm nhận. Cho em nắm tay mỗi người 30 giây. 30 giây thôi á? Ừ, nhanh lắm em, thời gian. Ông này ông nói con câu à. Cố lên em là hết giờ rồi đó. Rồi mời rồi. Em anh xin phép em có thấy anh run không? Anh đang rất run. Tay em lạnh. Cũng run. 30 giây hết rồi. Thôi đi. Hết giờ, hết giờ luôn. Chào em. Cho anh được. Gì khóc rồi hả cưng? Sao thấy chùi nước mắt vậy? Đâu lau mồ hôi đấy chị. Tay em cũng lạnh hả? Em đang run. Rồi rồi rồi. Về về luôn. Không bây giờ về về để dành mấy câu nói sao? Về về. Đừng lầy, đừng lầy. Trời nắm tay tôi. Thôi đừng lo tôi về.